đột nhiên chú gấu bông siêu to khổng lồ gắn bó hơn 10 năm lại biến thành một anh người yêu sinh trai, sẽ là loại trải nghiệm gì? Nat có một người bạn thân thiết là chú gấu khổng lồ đậu phụ. Điều đặc biệt là chú gấu này có siêu năng lực biết nói chuyện với các đồ vật khác. Bỗng một ngày, đậu phụ biến thành con người nhưng không có bất kỳ ký ức nào, không biết mình đến từ đâu, tại sao lại có thể ở bên cạnh Nat càng không biết, vì điều gì mà lại hóa thành người. Đậu phụ cố gắng tìm ra lai lịch của mình, nhưng dòng đời đưa đẩy câu chuyện dần trở nên phức tạp hơn, khi anh lỡ va phải con đi tình yêu với Nat, và xuất thân của anh cũng liên quan đến một bí mật đen tối của gia đình chủ. Liệu rằng bí mật có được bật mí, hãy cùng theo dõi ngay nhé. Nhìn qua đậu phụ vẫn chỉ là một chú gấu bông bình thường nhưng không hề tầm thường, cậu ta đã bắt đầu cảm nhận được mọi thứ xung quanh từ khi theo Nat tới phòng mới. Cứ tưởng chỉ là con gấu bông nằm im một chỗ, thì cho tới một buổi sáng bình thường như bao ngày bình thường, Nat vừa lên đồ đi làm không lâu thì anh cậu thấy có hiện tượng lạ, chú gấu đậu phụ đột nhiên biến thành người. Chưa dừng lại ở đó, đậu phụ bị anh cậu đuổi ngã rục xuống dưới vườn, vừa hay chị mẹ của Nat ngồi đọc sách ở dưới trông thấy, nên đã cho cậu mượn một bộ đồ để mặc. Thật không thể tin được gấu bông biến thành người mà lại có body mềm như thế, mặt hàng này có bán trên Shopee không chứ tôi cũng muốn order ngay một anh. Chị mẹ vốn là một người tốt bụng nên giúp cậu thoa thuốc, sau đó đậu phụ đã cố thử biến trở lại làm gấu bông, nhưng dù thử hết 7-7-4-9 cách vẫn không thể được. Đến tối, Nat mới quay về nhà, nhưng say bí tỉ không biết trời đất là gì nên đậu phụ đã cõng anh lên phòng, giúp anh thay đồ các kiểu con đà điểu. Chuyện sau đấy thì nó là cả một câu chuyện buồn, Nat thức dậy trong bộ dạng không thể trần hơn được nữa. Đã thế bên cạnh còn là một cậu trai cũng trần không kém. Anh cứ nghĩ đậu phụ là tình một đêm mình đưa về nhà nên cứ đuổi cậu đi. Nghe mẹ nói từ hôm qua bà đã thấy đậu phụ ngã từ ban công trên phòng mình xuống. Nat quay ngoắt ra nghi ngờ cậu có ý đồ xấu. Anh dứt khoát nghĩ đậu phụ là trộm rồi đưa đến đồn cảnh sát. Không biết phải làm sao nên khúc xuống xe cậu vùng vằng bỏ chạy. May là hồi còn làm gấu được xem phim với anh, nên đậu phụ học được vài chiêu lượn lách. Người tính không bằng máy tính, đậu phụ mải chạy đâm sầm vào con xe, trước mặt bất tỉnh nhân sự, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Chị mẹ thì muốn đón đậu phụ về sống cùng mình, còn Nat thì nhất quyết từ chối. Hai mẹ con đang cãi nhau hăng thì cậu bạn thân của Nat tên là Gen chạy tới, còn cô gái Pip này là đồng nghiệp cũng là người cớ rút Nat. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đậu phụ, cậu đã nói là mình không nhớ gì cả, mà Nat vẫn vật cậu ngồi dậy hỏi cho ra ngô ra khoai. Anh dãy đành đạch phản đối mặc kệ chị mẹ có năn nỉ, ôi, cho mình đưa đậu phụ về sống cùng, hai mẹ con cãi nhau to lắm. Đậu phụ không biết làm sao để ngăn họ lại nên đá mắt với đôi dép nhờ nó giúp, ảo ma Canada, đôi dép tác động vật lý làm chị mẹ ngã tự do, nhanh như chớp đậu phụ nhào ra đỡ lấy bà. Vì chị mẹ quyết tâm đón đậu phụ về nên Nat chỉ có thể nghe theo, nhưng anh cho phép cậu ở lại cho tới khi nào lấy lại được trí nhớ, thì phải lập tức dọn đi ngay. Dặn dò đậu phụ đủ thứ trên đời xong, Nat mới đi làm. Anh là một biên kịch hơi bị có triển vọng, bên cạnh những công việc thường ngày thì lần nào đến công ty anh cũng phải căng não lên đối phó với vô nàng Pip mê mình như điếu đổ. Trong lúc đó ở nhà, đậu phụ cùng chị mẹ nấu ăn dọn dẹp các thứ. Anh cậu vẫn luôn là kẻ thù số một của cậu nên hễ thấy nhau là lại sủa om sòm. Lần đầu làm người nên có chút bỡ ngỡ, chị mẹ nhờ đậu phụ bóc vỏ đậu Hà Lan thì cậu lại xé nhỏ ra, lỡ ngơ thế nào lại đụng trúng cốc nước đổ lênh láng. Chưa dọn dẹp xong, anh cẩu lại nhào tới đuổi cậu làm đổ cả bàn ăn, đuổi theo lên tận phòng rồi lại chạy xuống dưới. Chị mẹ rối quá đành phát tín hiệu SOS gọi Nat về nhà, nhờ thế mới tách được anh cẩu ra. Quả nhà thì ối rồi ôi luôn, chẳng khác gì bãi hoang tàn sau chiến tranh. Không chỉ dưới nhà mà trên phòng anh cũng đổ nát không kém. Đậu phụ lóc cóc chạy lên theo dọn dẹp, Nat bắt đầu để ý không thấy chú gấu bông của mình đâu nữa. Anh phi thẳng xuống nhà hỏi chị mẹ mà cả bà cũng không biết. Nat lìa đôi mắt quả đạn ra phía sau dọa đậu phụ một phen hú vía. Té ra anh nhắm hỏi anh cẩu vì trước đó cũng có mấy lần chú ta lôi gấu bông ra bãi rác. Nat phi thẳng ra ngoài tìm, nhưng xe đổ rác vừa tới lấy cách đây 10 phút, thế là mọi người chia nhau ra đuổi theo. Giết rồi, không biết anh đạo diễn cho tới đóng phim hay cho tham gia giải marathon mở rộng, đuổi theo muốn lòi búi chỉ mới đuổi kịp. Nat nhảy lên xe bới, đúng là có một con nhưng không phải đậu phụ, phía bên Gen thì đuổi không kịp xe còn lại vì nãy anh đi gấp quá bị xe đụng trúng. Đậu phụ lúc này chỉ muốn quay lại làm con gấu bông nhưng không thể được nữa, cả đám mặt xị ra ai về nhà nấy. Nat tắm rửa rồi lại đi làm, anh vì còn nghi ngờ nên lắp camera ra đầy nhà, rảnh lại lấy ra soi, cả Gen cũng thấy mặt đậu phụ quen quen như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng đúng là hồi còn học cấp 3, Nat có mê một anh chàng tên Nưng có giao diện y hệt đậu phụ bây giờ. Đến tối, Nat đang suy nghĩ về nước Mỹ thì đậu phụ chui vào phòng, cậu muốn ngủ lại mà Nat nhất quyết không cho đuổi cậu về phòng cho bằng được. Đậu phụ ở một mình chán đời nên đi xuống dưới tầng. Trong ngôi nhà này, ngoài các đồ vật ở phòng Nat ra, cậu có thể nói chuyện được với một vài đồ vật ở đây, nên mới xuống tâm sự tuổi hồng. Đậu phụ để ý từ lần đầu tiên Nat nhìn thấy mình và cả ban nãy, anh đã nhắc tới cái tên Nưng, bằng kinh nghiệm xem cái Conan đậu phụ đoán, có khi mình biến thành người có liên quan gì đó, đến anh ta cũng không chừng. Sáng hôm sau, Nat tỉnh dậy đã lại va vào mấy múi sầu của đậu phụ ở trên giường,
Hỏi ra mới biết tuy mình đã khóa cửa nhưng cậu ta nhảy vào từ ban công. Khổ thân thằng nhỏ còn chưa kịp mặc gì đã bị đuổi ra. Dù là bị ăn mắng nhưng đậu phụ vẫn vui vì đêm qua được ôm anh ngủ. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng với chị mẹ thôi vì bà lại tưởng tượng ra người chồng đã mất của mình, ở nhà giúp nấu ăn còn nát, thì không, chẳng hiểu vì sao mỗi lần bà nhắc tới người bố là Nát sẽ quạo lên, không thèm ăn sáng mà lấy túi đồ ăn rồi cau có đi làm. Nát đang ủ mưu bản kế hoạch phim mới, mặc dù nó bị sếp bắt sửa cả chục lần anh vẫn không muốn bỏ. Để ý mới thấy Pip xin nghỉ làm bảo sao cứ bị im ắng, người quen của cô bị tấn công vỡ đầu lòi hộp sọ nên cô đến viện thăm. Anh chàng đó tên là Tan, lại chính là cháu của người đàn ông cũng tên Sa-en. Cảnh sát nghi ngờ anh liên quan đến một cuộc biểu tình nên mới bị tấn công nặng. Như vậy, sau 1001 lần bị sếp mắng, kịch bản lần này của Nát vẫn quay vào ô phải sửa lại. Mệt mỏi quay về nhà đúng lúc thấy mẹ đang gọt táo. Mẹ rằng, người chồng đó của mẹ đã hẻo từ 8 đời rồi. Chị mẹ đau đớn gục ngã khóc bù lu bù loa, đậu phụ đứng bên cũng hoang mang ngơ ngác. Cậu đem túi đồ lên cho Nát thì thấy anh ngồi khóc một mình nên lại ở ngoài. Sáng hôm sau, Nát thức dậy đẩy mãi mới mở được cửa vì bị đậu phụ chặn ngang. Lúc xuống nhà lại chẳng thấy mẹ đâu, hỏi anh cậu thì thấy anh đi ra ngoài. Chị mẹ thất thần đi bộ đến bên hồ, tình cờ có ông chú hàng xóm đi qua trông thấy nên xuống xe xem thử. Lại đúng lúc có con nhóc kêu lên cứu người chết đuối, thế là ông nhanh nhảu gọi cho Nát. Đậu phụ vội vàng mở cửa cũng muốn đi theo nhưng Nát không chịu, phóng xe đi làm thằng bé ngã sõng xoài rách cả tay. Lúc Nát đến nơi hú hồn hú vía người đó không phải mẹ, anh phóng xe tới đón ghen cùng mình đi tìm bà, đang rối như mớ tơ vò. Thì đậu phụ gọi tới nói anh thử đến ngôi nhà cũ tìm vì dạo gần đây, chị mẹ hay nhắc đến nó. Thế mà nỡ lòng nào Nát lại tắt máy cái mục. Đậu phụ không biết phải làm sao vì cậu không nhớ đường tới đó, tính gõ Google Map thì điện thoại mà chị mẹ bỏ quên lại đơ không chịu nổi. Không biết phải làm sao thì bộ ba hàng xóm qua hỏi thăm, cô Gian biết đường nên đưa đậu phụ đến đó xem thử. Quả nhiên là có dấu chân và chùm chìa khóa bỏ trên ghế. Đậu phụ đi lên tầng tìm một vòng té ra chị mẹ đang ngồi xích đu ở sau vườn. Trên tay bà còn cầm tấm ảnh lần đầu hai vợ chồng gặp nhau, chị mẹ kể cho đậu phụ nghe chuyện tình yêu giữa họ. Hôm ấy bà của chị mẹ khó chịu nên gọi cho bà, ai dè bấm nhầm số gọi sang chỗ chú Sa-en, tuy không quen nhưng ông vẫn theo địa chỉ đến để đưa bà vào viện. Biết chị mẹ thích ăn táo, ngày nào ông cũng mượn cớ đến thăm rồi tặng táo cho bà, từ đó chuyện tình cây táo bắt đầu. Chị mẹ chưa từng kể chuyện này cho Nát nghe vì mỗi lần nhắc đến bố anh ấy đều nổi cáu. Bà cứ nghĩ mình gây rắc rối cho con trai nên mới quyết định thử vắng mặt vài ngày, biết đâu lại khiến mối quan hệ giữa hai người bớt căng hơn. Bỗng Nát từ đâu đi ra rồi đưa cả hai về nhà. Đi hết cả ngày trời bụng đói meo nên Nát gọi đồ ship, ăn xong anh gọi đậu phụ lên phòng rồi thoa thuốc cho cậu. Lúc tình cảm thì tình cảm thật ấy, thế mà xong việc lại nỡ lòng nào đuổi thằng nhỏ ra khỏi phòng một cách dứt khoát như này chứ. Sáng hôm sau, đậu phụ vui vẻ không quạo giúp chị mẹ nấu ăn. Độ thông minh của nhóc cứ phải gọi là âm điểm, ai đời đồ nóng hôi hổi trên chảo mà lại dùng tay túm. Đến khi bị bỏng lại sờ lên tai mẹ cho bớt sót, đậu phụ cũng cảm thấy anh cẩu khôn hơn mình vì anh thấy đồ nóng còn cóc thèm sơi. Loay hoay một hồi đồ ăn cũng đã được chuẩn bị xong, vừa kịp giờ Nát mang đi làm, lần nào tới công ty con mẹ Pip cũng sẽ rất duyên tự nhiên như ruồi nhào tới cướp mất hộp cơm. Hôm nay là một hộp cơm hình gấu đính kèm một tấm thiệp nho nhỏ, nhìn bà Pip ảo tưởng sức mạnh là thư tỏ tình dành cho mình, ghen đi tới giật lấy đem nó trả cho Nát. Bảo sao sáng nay lúc Nát đi tới chỗ mẹ lại bị đậu phụ dùng thân ngăn lại, hóa ra là để tạo cho anh một bất ngờ. Trong thư chị mẹ xin lỗi vì hôm qua đã làm anh lo lắng, đọc xong thư quay ra nguyên hộp cơm đã chui tọt vào bụng Pip hết rồi. Để chuộc lỗi, cô mang ra cả đống quà mình mới tậu trên Shopee đền cho Nát, 36 kế anh chọn chuồn là thượng sách. Trong lúc đó ở nhà, đậu phụ đang giúp chị mẹ giặt đồ, hồi còn là gấu bông cậu sợ nhất là lồng máy giặt vì bị quay cho vắng đầu, giờ làm người rồi nên là vẫn sợ như thường. Thanh niên vừa đóng cửa bấm nút đã lại bắt đầu sang chấn tâm lý ngã chỏng quẻo, tự dưng trong đầu đậu phụ nhớ tới hồi còn ở nhà cũ. Lần đó cậu vừa mới tỉnh lại đã nghe được chú Sa-en và chị mẹ cãi nhau, đó là ngày buồn rười rượi đối với Nát. Mắt đậu phụ vừa nhắm lại, thì như một điều bất ngờ phía bên kia mắt Tan lại mở ra, 2 giây sau anh lại bất tỉnh, có lẽ là vì đậu phụ được gọi dậy. Lần đầu bị ngất dọa thằng nhỏ ám ảnh tột độ nên tới khuya cậu đã mang bánh và sữa lên cho Nát vì lúc xem TV, với mẹ thấy người ta nói làm việc quá sức có thể bị ngất. Người ta tình cảm ngọt ngào sâu lắng như thế mà Nát lại thẳng cổ đuổi cậu ra ngoài. Đậu phụ chỉ muốn hóng hớt một chút mà bị gõ đầu đuổi ra bằng được mới thôi. Càng nghĩ càng thấy đậu phụ giống Nưng nên anh đã đưa cậu và ghen tới nhà Nưng xem thử, biết đâu hai người là anh em. Nhớ lại hồi trước Nát bị mê Nưng lắm mà không dám nói ra, chỉ có thể giấu kín một mình, giờ có khi vẫn thế. Chỗ người ta đang ăn mày quá khứ đột nhiên ghen lại hét lên, như gặp ma vì bắt gặp cậu nhóc lần trước tông mình. Mặt thằng nhóc cứ tâng tâng cả lên, cứ nghĩ nó là anh shipper may mắn ai mà biết nguyên căn nhà phía sau là của cậu ta, nói ra mà ghen chẳng chịu tin. Song đang không biết phải giải thích làm sao thì đậu phụ đi tới hóng hớt, vừa nhìn thấy cái giao diện, anh chàng cũng phải thốt lên vì nó quá giống anh trai Nưng của mình.
xong đưa mọi người vào nhà ngồi chơi xơi nước. Nhìn qua đống ảnh bên trong quả thật người tên Nưng đó rất giống với Đậu Phụ. Giống nhau như thế này, chỉ có thể là con biên kịch vẽ ra thôi vì Nưng gặp tai nạn và qua đời từ 10 năm trước trong một lần cùng đám bạn đi du lịch. Nưng và Nát ở cùng một câu lạc bộ nhưng từ sau lần gặp cuối lúc tốt nghiệp thì hai người đã không còn liên lạc nên Nát không hề biết chuyện này. Bọn em thích. Mục đích chính của buổi du hí này là mua xà lòn. Nát nhập vai đại gia mua cho Đậu Phụ một tá tùy cậu lựa, thanh niên lại đi thẳng tới chỗ đồ nữ lựa chiếc đỏ baby. Nát muốn vắng đầu với cậu luôn, đẹp trai ngời ngời thế này phải lựa cái nào bad boy phiêu du mới hợp, xong nội y là tới phần áo, chọn tới chọn lui chọn hết nửa ngày, nốt phần cuối là smartphone. Hôm nay thôi cũng phải ngốn cả chục củ chứ. Nát không chịu uống thuốc, bà ấy mắc chứng tâm thần phân liệt dạng hiếm, hay có ảo giác và ảo thanh nhìn thấy những gì không thấy sau khi bố anh mất. Ngày nào Nát cũng đưa thuốc cho mẹ, nhưng bà không uống vì nghĩ nếu uống rồi sẽ không được gặp, không hề dịu êm. Nát tức giận bỏ lên phòng, cả đêm đó trong nhà không ai nói gì với ai. Chị mẹ ngủ quên dưới tầng đến tận sáng, bà lại nhìn thấy Saen rồi vụt mất. Bà chợt nhớ lại năm đó, không chỉ Saen mà ông ấy còn một anh trai sinh đôi khác nữa hẹn hò với mẹ Nát. Nghe đến đây mọi người sẽ nghĩ là bà gian cướp chồng người khác, nhưng không, chính mẹ Nát mới là người bỏ Saen lấy Meun. Năm ấy một mình bà có quá nhiều thứ phải lo, bà nội thì ốm mà Saen bận việc suốt. Hôm đó nhờ có Meun sang nhà chơi kịp đưa bà nội vào viện. Để cảm ơn, mẹ Nát mời ông đi ăn, vô tình trông thấy cảnh Saen và Gian đi cùng nhau, kêu bận không đến thăm bà nội được mà lại đi ăn với người khác, thế nói lời chia tay. Vì có quá nhiều lý do khó nói, bà ấy đã chọn Meun, một quân nhân để dựa vào, mặc dù người bà yêu vẫn là Saen. Sau đó thì Meun mất, cũng vì nỗi đau này cộng thêm việc không chịu uống thuốc, tình hình của chị mẹ ngày càng thêm nặng, dẫn tới sự nhầm lẫn chồng mình là Saen. Đó cũng là lý do vì sau mỗi lần nhắc tới ông ấy, Nát sẽ nổi giận. Nhờ có bố mẹ ghen thuyết phục mới khuyên được bà tới viện khám. Từ lúc ở viện về, chị mẹ không thèm nói chuyện với Nát lấy một lời. Anh định xin lỗi nhưng quay lại đã thấy bà ngủ say. Lúc đi ra ngoài, Đậu Phụ đưa tấm ảnh cho Nát vì biết đâu một ngày nào đó, chị mẹ sẽ muốn xem lại. Trông thấy vết thương trên khóe miệng thằng nhỏ, Nát đã giúp cậu thoa thuốc rồi xin lỗi cậu, tại vì hồi sáng hồ đồ quá nên mới lỡ xuống tay. Nhìn anh buồn, Đậu Phụ cũng không biết phải làm sao ngoài việc ôm lấy anh như một sự an ủi. Như trước kia còn là gấu bông, mỗi lần buồn anh sẽ ôm cậu khóc. Sau khi đánh một giấc tỉnh lại vào sáng hôm sau, Nát như bị thao túng tâm lý vì vừa mở mắt đã nhìn thấy bóng dáng ai đó nhẹ nhàng hiện ra, lại còn kéo lấy chiếc gối ôm rồi cười phì lên. Chưa hết, lúc Đậu Phụ đi vào gấp chăn, anh cũng không còn đuổi cậu ra ngoài như trước. Tiểu Đậu Phụ, nhà ta chỉ muốn nói rằng nếu anh cần người ôm thì cậu luôn sẵn sàng hy sinh thân mình cho anh. Bỗng dưới nhà có tiếng đổ vỡ nên hai đứa chạy xuống xem thử. U là trời, té ra anh cậu bị dính tương cà. Đậu Phụ nhanh nhảu lên lấy đồ nghề giúp Nát tắm cún. Theo như lượng kiến thức đã được tiếp thu trước đó, sau khi tắm cần phải đánh răng, Đậu Phụ hồn nhiên mang ra một cái bàn chải. Lúc nhờ mở nước thì bắn thẳng vào mặt Nát một cách vô tư, bất lực toàn tập, Nát chỉ đành để cậu giữ cún. Với vòi nước trong tay anh tắm luôn cho cả Đậu Phụ. Trong cái thời tiết nắng vỡ đầu thêm hiệu ứng mưa nhà làm, Đậu Phụ ngã thẳng vào mấy múi sầu của Nát, lại được anh cẩu tác động nhẹ, hai người ngã đè lên nhau với tư thế bỏng mắt người nhìn. Đang phiêu theo làn nước thì Pip từ đâu chui ra phá đám, đưa bản báo cáo cho Nát, xong cô kéo Đậu Phụ ra ngoài họp nội bộ tụ thanh niên giúp mình cua Nát. Cô nàng lôi giấy bút ra ghi lại hết tất tần tật những thứ liên quan tới Nát mà mình hỏi được từ chỗ Đậu Phụ, rồi bắt đầu chiến dịch thoát ế. Bắt đầu từ việc pha cà phê, con bé hí hửng xuống bếp trổ tài. Nhưng khi trông thấy người đi xuống là anh cẩu với chiếc áo mà mình tặng, thì Pip chỉ muốn xỉu ngang. 36 kế chuồn là thượng sách, Nát chạy ào tới nhà Gen thoát thân rồi cùng cậu đi làm. Hôm nay có kết quả tìm diễn viên, ai Gen cũng đồng ý ngoại trừ hồ sơ của Song ra. Thế nhưng với vấn đề này thì lời nói của anh không có trọng lực. Trong lúc đó ở nhà, chị mẹ đang trồng cây, bà lại tưởng tượng ra Saen ở bên mình rồi vụt mất. Bà hét toáng cả lên, cũng may Đậu Phụ nhanh não lái sang chuyện khác, chị mẹ mới ổn định lại tinh thần. Đậu Phụ ngồi nói chuyện với bà hết một ngày, động viên an ủi các kiểu con đà điểu. Một lát sau Song tới nhà tìm Đậu Phụ, dù cậu qua nhà chơi bóng rổ với anh. Hai thằng đang chơi hăng thì bố Song về, ông cũng bị vẻ bên ngoài của Đậu Phụ làm cho giật mình. Ông cứ nghĩ cậu là Nưng nên tới ôm lấy cậu. Nhìn hai đứa khiến ông nhớ lại lúc Nưng còn sống, cũng hay chơi bóng rổ như này ngoài sân. Lâu rồi Song mới thấy bố cười tươi như thế nên chọc ông vài câu, rồi gạ anh bố làm vài hiệp mệt ná thở cả ra. Đậu Phụ muốn biết liệu có phải Nưng là người tạm gấu cho Nát hay không nên đã hỏi anh bố về người yêu của Nưng. Nghe ông nói, cô ấy tên Ninh, hiền lành tốt bụng, hai người cùng nhau vào đại học, còn Nát thì ông chưa từng thấy anh ấy nhắc tới hay dẫn về nhà chơi. Đến tối, Song đưa Đậu Phụ về thì bắt gặp ai đó đang đứng trước cổng, bên trong chị mẹ đang thay bóng đèn bất cẩn bị ngã, người đàn ông đó lập tức chạy tới đỡ lấy bà. Ai ngờ đó chính là chú Saen, ông chỉ ở lại một chút rồi rời đi nên Đậu Phụ dìu chị mẹ vào trong nhà. Nát nghe tiếng kêu đi xuống hóng hớt, vừa thấy mặt Đậu Phụ đã mắng thằng nhỏ này kia, chị mẹ nghe nhức tai bắt anh không được gọi Đậu Phụ là thằng này thằng nọ.
bất lực, nát phải vào vai người anh yêu giấu tình thương mến thương lôi cậu ra ngoài thay bóng đèn. Anh hỏi đậu phụ về người đàn ông chạy ra ban nãy, biết đó đúng là Sa-en. Anh kêu đậu phụ vào trong ăn tối còn mình qua nhà hàng xóm, tình cờ trông thấy vợ chồng cô gian cãi nhau giữa đường. Biết chú Sa-en muốn rời đi, nên anh cho ông quá giang một đoạn mặc kệ bà vợ kêu gào khóc lóc thảm thiết. Hai chú cháu ra quán ngồi làm đôi ba câu chuyện, giữa mối quan hệ của ba người lớn vẫn còn một bí mật gì đó, và có cả những hiểu lầm nhưng chưa ai giải thích cả. Tôi bật mí cho anh chị em một thói quen của Nát đó, chính là thường trần truồng ra phòng sau khi tắm xong. Đậu phụ thì xem đến phát ngán, thậm chí biết rõ cả sai rồi, mà Nát vẫn giật mình hoảng hốt khi thấy cậu ngồi lì trong phòng. Dù sao anh cũng không biết đậu phụ là gấu bông nên thôi tạm chấp nhận cho anh ngại. Thanh niên mang đồ khô vào cho Nát, mà chưa ủi nên anh lại phải làm cho cậu một khóa học ủi đồ cấp tốc. Khổ nỗi hơi ngốc nên anh phải nắm tay di từng chút, chi tiết đến từng lỗ chân lông, mải ngắm nhau hơi lâu nên thảm họa khét lẹt đã xảy ra. Nhớ đến vụ bỏng tay túm rái tai, đậu phụ nhanh nhỏ lấy tay Nát đặt lên tai mình. Hai đứa bốn mặt nhìn nhau hồi lâu, Nát tim đập thình thịch rối quá không biết phải làm sao nên lại đuổi đậu phụ ra ngoài. Đậu phụ cũng mặt đỏ bừng đi xuống dưới nhà, hội chị em thấy thế liền hỏi cậu hóng hớt, ai cũng nói cái này là dấu hiệu của sự va chúng con đi tình yêu, nghe vô lý nhưng cũng rất thuyết phục. Thanh niên hí hửng làm đồ ăn sáng cho Nát đem đi làm, hôm nay là lần đầu làm chuyện đó vì chị mẹ ngủ quên vừa mới dậy. Thật ra cũng không hẳn là ngủ quên mà do đậu phụ tác động, cậu biết bà vẫn luôn lén nhà thuốc nên đã pha nó vào nước ép táo để mẹ uống. Đến trưa, Nát mở hộp cơm ra ăn, nó làm anh nhớ tới món cũ mà người đặc biệt từng nấu cho mình. Nhìn giao diện thì không đẹp mắt nhưng ăn vào mới thấy ngon. Cả Pip và Gen đều thấy lạ vì lần đầu thấy Nát ăn thịt cháy mà cười tươi như hoa. Bà Pip cảm thấy mình có thêm động lực tán anh bằng vẻ đẹp nội trợ, nên phi ngay ra siêu thị mua nồi chiên không dầu. Ai ngờ lại bắt gặp bố Song, cũng là vị cảnh sát đang điều tra chuyện anh chàng Tan bị tấn công. Cậu ấy là bạn của Nưng nên ông khá là quan tâm vụ này. Nghe nói Pip có một trang kể về anh ta nên đến hỏi tìm thêm manh mối. Hôm sau, Nát đến trường phim từ sớm. Lúc ra mở cửa cho anh, đậu phụ gặp hai ông chú hàng xóm, nên ngồi tám chuyện một lát về vụ hồi hôm qua thấy cô gian dọn đồ đi đâu đó. Bộ phim Nát phụ trách hôm nay bắt đầu bấm máy nên họ tới trường học quay. Tình cờ anh gặp được cô chủ nhiệm cũ hồi cấp 3 nên kể cô nghe về bộ phim. Nói chung là kịch bản này dựa vào chuyện cũ của Nát, nên bà cô khi anh vài câu về mối tình đầu của Nát, vì bà có tư tưởng kỳ thị giới tính thứ ba. Hồi trước sợ bà thôi chứ bây giờ Nát không ngán bố con thằng nào cả. Anh bật lại tư tưởng cổ lỗ sĩ của bà cô làm bà không nói lại được câu nào. Quay về chỗ đoàn phim, tự dưng nam phụ bị tai nạn nên hụt diễn viên. Trong nhóm lại không có ai biết chơi bóng rổ. Đúng lúc đậu phụ tới đưa đồ nên Song nói với đạo diễn cho cậu ấy thế vai. U là trời người đẹp trai nên diễn nét nào ra nét đó. Chơi bóng thì đẹp mắt nhìn thôi là hút hồn. Bỗng dưng Nát thất thần quay lại không để ý lọt vào máy quay. Vốn hồn đang ở trên mây nên Nát cứ tưởng mình lạc vào quá khứ hồi còn mê Nưng, nhưng sự thật nó đập vào mắt rằng anh ấy đã có người yêu. Vào khoảnh khắc bóng sắp đập vào đầu, một cánh tay đã cứu lấy bản mặt Nát. Anh vẫn nghĩ mình chỉ đang nhớ về chuyện cũ nên cứ thế mà đi không để ý chú đạo diễn gọi. Nguyên quả bóng nhào đến, đậu phụ thấy thế chạy ra đỡ cho anh ăn luôn. Vào mặt đầu óc choáng váng chảy cả máu cam. Lúc này Nát mới ngỡ ra mình đi nhầm vào trường quay. Thật ra có Nát có vài ký ức xấu ở trường, mà đến nơi mới biết điểm quay lại là ở đây. Hồi đó anh bị mọi người bắt nạt chỉ vì giới tính thật của mình, nên không khó để hiểu vì sao hôm nay Nát cứ như người sao hỏa. Đến gần tối quay phim xong, Sang hí hửng qua tìm ông chú ghen thân yêu của mình mà bị anh tạt cho gáo nước lạnh, nên cậu nhóc giận luôn. Cảm thấy ban nãy mình nói hơi quá, chờ đến lúc tan ca, ghen vác bản mặt qua xin lỗi thằng nhỏ, là một người đẹp trai nhưng lại hơi dễ dãi. Sang đòi ông chú đưa mình về hứa sẽ không giận nữa, thế là hai anh làm lành, tung tăng đưa nhau về. Song gạ gẫm lôi kéo ghen vào nhà mà anh không chịu, ấy thế mà có người lại lo ai kia đói nên đặt đồ ăn tối qua cho cậu, rồi mới về. Hôm sau, Nát đi làm sớm, ra đến cửa thì thấy đậu phụ lẩm bẩm vừa nói vừa cắm đầu vào điện thoại, hỏi ra mới biết thanh niên học chơi Facebook cho bằng bạn bằng bè, cậu đòi Nát kết bạn với mình mà anh không chịu. Lên đến công ty đang enjoy cái moment, thì chú đạo diễn cầm kịch bản tới mắng anh một trận vì nó dở ẹc, kêu anh tìm thêm nguồn tham khảo, bằng mọi cách phải sửa lại cho nó mới mẻ hơn, đặc biệt là phải lãng mạn hơn nữa. Anh chán đời quay về nhà lục tìm trong đống sách mà chẳng có gì. Đậu phụ tự nhiên như rủi bước vào đòi anh chấp nhận lời mời phây bắp mình vừa mới lập, mà bị đuổi ra không thương tiếc. Đậu phụ đổi mục tiêu sang anh cậu, năn nỉ làm bắt tay làm hòa rồi chụp ảnh up phây cho có kỷ niệm. Sợ Nát đói, cậu mang chút đồ ăn lên mà gõ cửa muốn què cái tay chẳng thấy anh ra mở, đem trái cây lên cũng không thấy anh ho he gì. Chị mẹ thấy thế liền lấy chìa khóa phòng Nát cho đậu phụ, mở cửa ra thì u là trời, khắp phòng toàn là kịch bản bị hỏng vứt đầy trên sàn. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cho đến khi anh cẩu chạy vào theo, rồi nhảy lên giường làm Nát tỉnh giấc. Anh túm cổ đậu phụ lôi xuống nhà, đập chùm chìa khóa trước mặt mẹ rồi lên giọng quát như tát vào mặt bà.
Đúng lúc Gen và Pip tới, Pip chỉ muốn giúp anh hạ hỏa bằng hộp cơm mình làm ấy thế mà cũng bị hất đổ. Gen vội vàng kéo anh ra ngoài làm công tác tư tưởng cho Nat vì anh biết thừa là Nat không nghĩ ra kịch bản nên mới nổi đóa lên. Mà nguyên nhân sâu xa vẫn là mối tình cấp 3 bí mật nào đó của Nat làm anh ám ảnh mãi không dứt ra được, hỏi thì không chịu nói. Nên Gen đi đường mới gợi ý tìm người yêu cho Nat để thoải mái tinh thần, viết phim mới vào. Đả thông tư tưởng, Nat xin lỗi mọi người vì ban nãy hơi nóng máy. Trong lúc đó chị mẹ đứng trên buồn nhiều chút trong tim. Nat không muốn người khác vào phòng cũng một phần là do bà. Hồi anh học cấp 3, chị mẹ đã tự ý vào phòng rồi đọc nhật ký của Nat. Từ đó anh bắt đầu không thích ai đi vào phòng mình mà chưa có sự cho phép. Tập phim hôm nay đến đây là hết rồi. Liệu rằng chuyện của đậu phụ có liên quan gì đến quá khứ của Nat, cũng như chuyện tình ông chú già và cậu nhóc trẻ sẽ đi đâu về đâu? Hãy cùng chờ đón ở phần sau nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và bye bye.